chẳng buông tay, dù xót xa khó khăn cứ xoay xoay. Vì từng ngày yêu thương đã lên ngôi, chỉ có nhau thôi, chỉ có anh và em sánh đôi. Khi yêu thương em giấu trong lòng, ngày ngần em đắn đo nên yêu anh không. Sẽ có khi gian khó u sầu, làm tình yêu cách xa không một ai thấu. Chỉ cần mình tin nhau chẳng buông tay, dù xót xa khó khăn cứ xoay xoay. Vì từng ngày yêu thương đã lên ngôi, chỉ có nhau thôi, chỉ có anh và em sánh đôi. Ê ông ơi, sao tôi có cảm giác như là sóng gió đang ập tới cái gia đình này á? Không, thật sự nha, nên nói nhường nghe nè. Bây giờ cái gia đình này nó có bi kịch hay nó có sóng gió thì mình cũng không làm được gì hết. Tại mình là thân phận đầy tớ mà. Đúng rồi. Đúng không? Làm thuê làm mướn mà. Đúng rồi. Cái quan trọng bây giờ giải quyết nè. Gọi giật ngược tôi về đây, cho tôi thấy một điều bất ngờ. Mà từ nãy giờ tôi chưa thấy một cái gì bất ngờ luôn. À, thấy điều bất ngờ. Đúng. Có. Mà quên, chờ tôi chút xíu. Chỉ có một mình ông nhìn thấy thôi đó nha. Không lẽ ghệ này nó là sụp đổ với tôi rồi ta? Sao lâu dữ vậy ta? Anh Linh, em là Như mà. Trời ơi, xa rê, bông cưới. Như ơi, cuối cùng Như chấp nhận tình cảm của Ninh rồi hả? Dạ. Hôm nay anh thấy em có đẹp không? Đẹp lắm. Hôm nay Như rất đẹp. Kể từ bây giờ, anh sẽ là hoàng tử bạch mã của lòng em. Ba má ơi. Ủa sao vậy anh? Ba má ơi, ba má ngó xuống đây nhìn nè. Vậy mà lúc còn sống ba má nó còn bức tài vô dụng, không có vợ được. Nhìn đi, rốt cuộc người ta cũng chấp nhận đứa con này rồi. Ba má đợi đi, đám cưới xong con sẽ dắt nàng lên thăm ba má. Anh nói bậy gì hả anh Ninh? Không, tại này anh vui quá, thật sự. Em cảm ơn anh đã sưởi ấm trái tim em. Thiếu anh, thiếu thơ, đời em không còn ý nghĩa gì nữa cả. Cảm ơn anh. Làm gì vậy? Bị khùng hả? Cái áo cưới đâu? Cái váy sao rơi đâu? Áo cưới váy sao rơi nào? Sao thay đồ nhanh vậy? Tôi có mặc gì đâu tôi thay. Thôi được rồi, không nói nhiều nữa. Bộ đồ này rất đẹp. Đám cưới liền. Đi, đám cưới. Ông bị khùng hả? Ai lấy ông mà đám cưới? Ủa hồi nãy mới đồng ý lấy mà, nói gì cả cuộc đời mà. Trời ơi là trời. Ông tưởng tượng gì vậy ông Ninh? Ông tưởng tượng là tôi làm nhầm vợ ông hả? Ủa là hồi nãy ở đâu ra vậy? Ủa là hồi nãy là tưởng tượng hả? Chứ gì nữa? Trời ơi, sao tôi nhắm mắt vô, tôi thấy một khung trời hạnh phúc. Tôi mở mắt ra, tôi thấy sự thật phủ bày, tôi muốn xỉu luôn. Xỉu gì? Tưởng tượng khùng gì đâu không. Sao em không chấp nhận anh hả Như? Không, tỉnh chưa? Tỉnh rồi. Bây giờ tôi, vậy là tôi cho ông có bất ngờ nè. Giờ nhìn tôi coi, đẹp không? Chà, mặc bộ đồ eo ót này nọ nhìn ngon lành á. Mới mua đó, chỉ có một mình ông là người thấy đầu tiên thôi đó nha. Trời đất ơi, tôi được vinh dự đó luôn á hả? Ừ. Thật sự là bộ đồ này nhiều mặt rất đẹp. Đẹp không? Rất là dễ thương, rất là sang trọng, rất là quý phái. Tính mua đồ này đi chơi với tôi phải không? Tôi tính mua bộ đồ này tôi mặc tôi đi chơi cầu Kiên. Không nha, bộ đồ này rất là sến xú quê mùa nha. Rất xấu luôn. Mà tôi nói cho Nhường nghe, nếu đi với tôi, mặc cái gì cũng đẹp. Nhưng đi với cậu Kiên xin lỗi, Chứ thì gớm. Nè, nhớ chơi tôi xấu nha. 1000 năm cũng không có cua được tôi đâu nha, ông Đinh nha. Chị Kim, làm gì vậy? Tôi thấy cái sắc mặt của chị không được tốt. Hình như là có cái chuyện gì buồn phiền phải không? Tôi đâu có gì đâu mà buồn phiền anh. Hả? Cũng bình thường thôi mà. Mà có, tôi đang lo lắng buồn phiền thằng Khôi, lo chuyện cưới vợ cho nó đó mà. Cái gì? Thằng Khôi cưới vợ? Trời ơi, cưới đâu mà cưới. Phải chi á mà nó cưới vợ tôi cũng mừng rồi. Tôi lo cho nó không biết ngày nào nó lập gia đình đây nè. Trời ơi, cái chuyện này tôi nói chị nghe. Cái chuyện tình cảm á, chừng nào nó tới, chị đừng có ép nó. Chị để cho nó thoải mái đi. Sao thoải mái được anh? Cứ để tự nó quyết định. Rồi nó đi sai đường thì sao? Nó đi sai cái đường của chị, nhưng cái đường của nó đi đúng thì sao? Chị hiểu không? Con cái bây giờ nó lớn rồi. Để chuyện của nó muốn làm gì nó làm. Còn quan trọng là bây giờ chị lo cái chuyện của chị thôi. Hơi đâu mà chị ôm cái chuyện của nó hoài. Nói như anh á, là để cho tụi nó muốn làm gì làm hả? Không phải là mặc kệ, nhưng mà cái chuyện tình cảm riêng mình lo ở một cái mức độ rồi đó thôi. Mình đừng có can thiệp sâu quá cho chuyện của tụi nó. Rồi can thiệp sâu quá vậy cái con cái nó bất mãn, cái là gia đình nó không vui nữa. Cả nhà nhìn mặt nhau nó khó khăn lắm. Đâu có được, tôi không có yên tâm. Chẳng lẽ bây giờ mình để cho nó tự tung tự tác, nó muốn làm gì làm, thì cái nhà này còn ra cái gì nữa chứ anh? Bây giờ đi nè, chẳng hạn như chị đi ha. Nếu bây giờ ba má chị còn sống đi, ba má chị bắt chị làm đúng theo ý của ba má chị, lúc đó chị có thấy thoải mái không? Đó, thấy không? Thấy không? Bây giờ cái chuyện của nó cứ để tụi nó thoải mái. Quan trọng là chuyện của chị nè. Chị phải biết lo cho bản thân mình. Ở bây giờ vậy, thằng quen nó mới mở cái quán đó, hay là cuối tuần tụi với chị qua ủng hộ đó. Ngồi chơi. Đã lâu chưa? Mới tới á. Chắc anh Ngự cố ý tới trước á, để có nhiều thời gian bên chị Kim chứ gì. Dám lắm à. Hai bà nói bậy bạ gì vậy? Nói tầm bậy tầm bạ mà trúng tùm lum tà la đó. Làm gì có. Ủa, anh cười gì anh Ngự? Dạ cười xạo. À không, thấy hai chị nói vui quá tôi cười. Chị Kim nè, dạo này Khôi sao? Nó có dẫn được đứa nào về chưa? Mỗi lần mà nhắc tới nó tôi lại rầu à. Sao vậy? Có đứa nào đâu, dẫn về biết bao nhiêu cô giới thiệu. Mà người nào nó nhìn rồi nó cũng lắc đầu, hay là nó từ chối, vì đủ lý do hết đó. Nè, mấy bà coi ở đâu được giới thiệu tôi đi, để tôi dẫn về cho nó coi mắt. Nè, chị coi chừng nó nghe. Đó, không chừng nó lén lút nó có người yêu mà chị không biết đó. Làm gì có, không có đâu. Sao chị biết được? Đó, chị có kè nó suốt ngày đâu mà chị biết. Đúng đó, cho nên chị phải cho người theo dõi nó, từ nhà đến công ty, từ công ty về nhà. Hễ mà thấy nó có ý với con nhỏ nào là chị cho cưới liền tay, cưới ngay tức khắc. Để đúng chi? Rồi, để nó còn sinh cháu nội cho chị ẵm bồng nữa chứ. Mấy chị tốp lại giùm. Chuyện gì cứ để nó tự nhiên ha. Uống nước đi, uống nước. Em chào anh. Em xin lỗi, hôm qua em uống say quá, cho nên em để anh thấy những chuyện không nên thấy. Xin lỗi anh nha. Không sao đâu. Quy trình lò sáng hải sản đã xong. Có gì tôi đưa cô đi xem. Không cần đâu. Anh ok là em ok à? Nhưng mà do hai công ty chúng ta hợp tác, làm gì cũng phải thông báo công ty của cô biết một tiếng. Anh Khôi, em tin anh mà, nên em sẽ để anh quyết định tất cả. Có gì tôi sẽ nói nhân viên gửi biên bản qua công ty cho cô. Vậy nha. Anh Khôi, em không để anh thoát khỏi tay em đâu. Alo. Dạ con nghe nè bác. Dạ con biết rồi. Dạ Dạ, dạ con chào bác. Con hả? Mẹ. Con xin lỗi mẹ. Con gái của mẹ đã chịu nhiều uất ức lắm rồi phải không? Có phải vì con mà bà nội la mắng mẹ nhiều lắm không mẹ? Bà nội không có la mắng gì mẹ hết á. Con đừng có lo nha. Mẹ chỉ buồn là mẹ buồn vì mẹ thương con quá. Mẹ không biết phải làm gì cho con. Đáng ra ngay từ đầu con phải nghe lời mẹ dạy. Ngân à, nếu như mẹ chưa lấy Dượng Kiên thì mẹ sẽ ủng hộ chuyện tình cảm của con để chú Khôi. Nhưng bây giờ mẹ đã là dâu nhà này rồi thì chuyện của con lại trở thành trái đạo đức. Mẹ có lỗi với con nhiều lắm. Không có đâu mẹ. Mẹ không có lỗi với con hết á. Con với chú Khôi cũng không có gì với nhau đâu. Mẹ tin con nha. Con hứa với mẹ, từ bây giờ con sẽ tránh xa chú Khôi. Tin con nha mẹ. Mọi người Tin nóng Tin nóng là gì mọi người thở dài vậy? Lại là hung tin chứ gì. Khỏi thông báo, không ai muốn nghe đâu. Đúng rồi đó. Thường á, thông tin ở trong công ty này toàn là lành ít dữ nhiều. Nghe thôi, tin vui cũng nghe. Nói đi anh, nói đi, tin gì? Tin vui hả? Vui. Không tin. Đúng gì rồi, mà vui? Không tin. Phòng chúng ta được thưởng vì đã đặt mức doanh thu trước thời hạn. Mình giỏi quá chị ơi. Trời ơi, vậy là mình phải đi ăn tiệc linh đình đám rồi. Ê, mà công nhận vui tiệc á, được ăn tiệc nữa. Ôi, đã quá. Ê, bây giờ mình phải ăn cái gì đây ta? Mình phải đặt cái gì mà nó phải gọn mà nó nhiều quá. Chị biết rồi, ăn gì? Ăn lẩu. Ăn lẩu dọn tại quầy rồi hả? Nó không gọn. Ăn heo quay đi. Không được, ăn heo quay mập lắm. Với lại cái quay chán lắm, hiểu không? Ăn bắp xào đi. Ăn kỳ vậy? Ăn tiệc ăn bắp xào. Cái bắp xào người ta tính tiền tuần này nọ mà mắc cười ghê. Vậy chứ mấy người nói là muốn ăn cái gì nhiều thiệt nhiều, mà muốn ít tiền thì ăn bắp xào đi. Trời ơi, mình phải tính cái gì đó mà nó ngon ngon nữa chứ. Ủa khoan, ví dụ mà tính quá vậy là sếp có chịu không? Đúng rồi. Hồi nãy tôi có hỏi sếp. Đó, hoang mang liền đó. Sếp trả lời tùy anh. Vậy thì anh á phải là nhanh lên đi, chứ để không thôi á là sếp sẽ đổi ý. Ít có khi nào mà sếp dễ tính vậy lắm đó nha. Ê, cái tùy anh của sếp á cũng hơi tùy vào sếp nha. Đúng rồi. Hơi xui á là sếp ok đó cho ăn ở đây đó. Trời ơi, phải đi ra đường. Nhưng mà anh nói nghe nè, ai tính cái gì tính đi nha, em gọi điện cho Ngân liền. Ủa, bọn ông không có phần ăn hả? Mà sao ông không tính? Mắc cái gì mà gọi cho Ngân làm cái gì hả? Ủa thì cái này cũng là công sức của Ngân nhiều mà đúng không? Đúng rồi. Dù sao á, Ngân cũng đóng góp cho bộ phòng mình nhiều lắm, nên gọi Ngân đúng rồi. Đúng rồi. Thì gọi chắc chắn là phải gọi rồi. Nhưng mà người gọi Ngân á là ổng đó. Mọi người tính đi. Nó liền ra để mua, hiểu không? Đây. Ê, tôi biết có chỗ kia đang bán đồ ăn ngon dữ lắm. Cái gì lẩu luôn hả hay là cái gì? Đồ nướng đúng không? Đồ nướng. Cái gì hả? Thưa mẹ. Ủa, Kiên nó chưa về hả? Dạ, con cũng không biết tại sao hôm nay anh Kiên lại về trễ như vậy. Để con gọi điện thoại coi anh đang ở đâu. Gọi chi? Chồng con là giám đốc, nó có trăm công ngàn việc ở bên ngoài. Chẳng lẽ nó đi đâu, nó làm gì nó phải báo con hay sao? Dạ không phải, con không có ý đó. Con chỉ lo là có chuyện gì xảy ra cho anh hay không thôi. Thời buổi bây giờ, nghĩ cũng lạ. Đàn ông rước vợ về nhà để hầu hạ chăm sóc vợ. Con á, là con có phước lắm đó, được chồng con chăm sóc. Chứ mẹ hả, cả đời chưa bao giờ để chăm sóc mẹ như vậy. Dạ thưa mẹ, con không dám đâu. Nè, nghe mẹ nói nè. Mẹ thấy con Ngân đã lớn rồi, liệu mà dạy bảo nó, chứ đừng để người ta nói là con hư tại mẹ. Cái câu nói đó nghe nặng nề lắm, biết chưa? Dạ con hiểu rồi chứ mẹ. Mẹ không muốn ai thấy cái cảnh khó coi như hôm trước nữa, nghe chưa? Dạ thưa mẹ, con xin lỗi, con cũng đã la bé Ngân rồi. Dạ thưa nội, con là phận con cháu, nếu con có làm gì sai, nội cứ la con, nội đừng có la mẹ con vậy. Ngân, con nghe chưa? Bởi người ta nói con hư tại mẹ là không sai mà. Dạ. Mẹ con dạy dỗ con đàng hoàng, chỉ tại con hư không tiếp thu được thôi. Kiều. Dạ. Con nghe nó nói không? Mẹ nói một tiếng là cãi lời một tiếng. Gia quy nhà này không chấp nhận cái chuyện đó. Chẳng phải trước khi con về nhà này mẹ đã dặn con điều này rồi hay sao? Dạ. Gia quy nhà này không có chuyện người nhỏ được phép cãi lời người lớn. Nhưng gia quy nhà này cũng không có chuyện là người lớn luôn đúng mà người nhỏ luôn sai thưa nội. Ngân, con có thôi đi không? Con xin lỗi nội. Con là một đứa có học thức, có mẹ dạy bảo đàng hoàng. Đừng cư xử như cái đứa vô học như vậy, người ta cười chê cho. Ai cho phép con nói với nội như vậy hả Ngân? Nhưng mà con thấy bà nội quá đáng lắm mẹ. Lúc nào cũng la mắng mẹ hết á. Còn mẹ thì luôn nhận cái sai về mình. Người lớn, người ta có những cái suy nghĩ và những cái lo lắng cho con cái. Sau này thì mẹ cũng sẽ già đi, con cũng sẽ trưởng thành hơn. Biết đâu lúc đó mẹ còn khó tính hơn nội thì sao? Lúc đó con phải làm sao đây? Dạ, con xin lỗi mẹ. Con đừng để mẹ phải lo lắng vì những chuyện đó nữa được không Ngân? Con biết rồi. Thưa mẹ con đi. Con đi đâu vậy? Dạ con vô công ty để ăn uống với mấy anh chị ở trong công ty á mẹ. Ừ. Vậy con đi đi, nhớ về sớm nha con. Dạ. Hai, ba, vô chút vào thắng rồi, vô đi chạy ai ăn đi, ngồi quá trời ăn đi. Uống hết ly luôn, uống hết ly luôn, em hết ly rồi nè. Ôi uống dữ biết à. Em quá dễ ngồi vậy. Lâu lâu em mới gặp mọi người, em nhớ mọi người chứ bộ. Nhớ mà xịn lắm cho xịn. Nhớ nè. Mọi người bữa giờ cũng nhớ em quá trời luôn. Giờ em còn không đâu nữa gấp. Ở trong phòng này á có một người rất rất là nhớ công chúa luôn á. Ai? Xa tận chân trời, gần ngay sát bên. Không, đó là tôi Thu nhớ Ngân công chúa. Không phải, không phải. Em nói với anh chị nghe nè, em không phải là công chúa đâu. Mà chưa bao giờ em muốn là công chúa luôn. Em chỉ là Thanh Ngân thôi. Thanh Ngân em biết rồi. Công chúa cũng trong lòng đài rất là em. Rồi, vậy thì bây giờ là Thanh Ngân chứ không có là công chúa gì hết. Bây giờ Thanh Ngân có thể uống với Hạ một ly được không? Dạ được luôn. Dạ. Dạ. Ê, cái gì vậy? Uống uống đổ quỳ hết trơn vậy. Xin lỗi, xin lỗi. Sao chị em đổ uống rồi em hết rồi. Thiệt. Đây đây. Đây. Được rồi, để chị dắt cho, Đây đi, theo chị, Vô đây, lau người này, Đây theo chị nào, Mà sao nay bé Ngân có chuyện gì hay sao? Uống dữ rồi ta, nó có chuyện buồn hả? Đâu có gì đâu buồn anh. Tại lâu quá cô không lên công ty nên là nay gặp lại mọi người cô vui cô uống thôi. Thì thôi rồi lát nữa đưa Ngân về đàng hoàng nha. Rồi còn bà Thu sao? Bà Thu thì chắc kêu sẽ lưu hốt bà về chứ ai chở bà nổi. Cậu làm cái gì vậy? Hả? Cậu làm gì vậy? Làm cái gì vậy? Như. Dạ. Đưa con Ngân lên phòng. Dạ con chào bác. Em chào sếp. Tại vì Ngân uống xỉn quá nên là em mới đưa Ngân về. Thôi thưa bác, thưa sếp em về. Đây tôi không có ăn gian đâu, ông làm gì vậy? Thiệt không? Thiệt. Rồi buông ra phong và đi theo tôi. Trời ơi, sao làm gì giống bịt mắt bắt dê dưới quê xưa vậy? Hả? Chơi trò chơi nít hả? Trời, đợi tôi xếp. Không có được mở mắt ra nha. Không có nè. Gì đây sao mà mờ ám quá vậy? Gì vậy? Cái gì vậy ông Ninh? Mở mắt được chưa? Bây giờ đếm 1, 2, 3 mở mắt ra liền. 1, 2, 3. Tha 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 tha. Ông làm gì ông Ninh? Tất cả là của Như đó. Ủa bánh này, trái cây này, bông này, đèn cầy này là cúng cô hồn mà. Sao? Thoải mái chưa? Dạ, thoải mái lắm. Nhưng mà thôi, anh đừng móc chân cho em nữa. Lỡ chị Như hay là anh nhìn thấy kỳ lắm. Như đâu kỳ. Anh bước chân dạy vợ lắm chứ không bước chân dạy vợ người ta đâu. Đây, đến chiều này. Anh có mệt không? Không. Rồi, thoải mái chưa? Dạ. Em đỡ nhưng mỏi nhiều lắm luôn á. Dạ. Dạ, thưa mẹ. Dạ, mẹ. Dạ, thưa mẹ. Ừ. Dạ. Mẹ về sao không điện thoại cho con biết để con đánh xe ra chở mẹ về. Thì mẹ phải về bất ngờ để coi coi trong nhà có chuyện gì xảy ra không chứ. Mẹ đi. Đứng lại. Chú buông con ra.